Dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Luẩn Cú với tổng diện tích sử dụng đất là 75 hectare đang được triển khai trên địa bàn làng mạc Luẩn Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trong đó, hạng mục chính của dự án gồm khu tâm linh chùa Luẩn Cú có diện tích 70,5 hectare, hạng mục đại tượng Phật có diện tích khoảng 4,5 hectare. Qua tìm hiểu, dự án này do công ty cổ phần Phúc Lộc Hà Giang làm chủ đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 800 tỷ đồng. Một cán bộ Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn cho biết, dự án nêu trên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cấp phép đầu tư vào năm 2016. Khi dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Luẩn Cú được phê duyệt, tỉnh Hà Giang đã có chỉ đạo đến Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Cũng theo vị chỉ đạo huyện Đồng Văn, trong mặt bằng ấy có mồ mả của bà con nhân dân. Địa phương chỉ thực hiện giải phóng mặt bằng và vận động bà con chuyển 101 ngôi mộ. Công việc được huyện thực hiện từ 2017, thời điểm đó sau khi mặt bằng được giải phóng thì chủ đầu tư khai mạc thi công dự án. Con đường rộng rãi và dài gần 2 km dẫn vào khu dự án đang được rải đá cấp phối. Nhìn từ trên cao, đoạn đường xuyên qua cánh đồng bầy bộn phương tiện thi công. Mới đây, khi dư luận xôn xao về dự án khu du lịch tâm linh sẽ phá vỡ cảnh quan thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ngay lập tức phát đi thông tin cảnh báo, yêu cầu bảo vệ nguyên trạng nhiều hạng mục ở di tích cột cờ Luẩn Cú. Bộ này yêu cầu dự án cần bám sát quy hoạch toàn cục phát triển du lịch khu du lịch quốc gia cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, góc nhìn 2030 và quy hoạch thành lập công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030 để tính toán giảm quy mô thành lập các công trình, đảm bảo bảo vệ hệ sinh thái trên núi đá vôi và cảnh quan môi trường tự nhiên.